Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Đến năm 2040, tỷ lệ người già sẽ tăng gấp 3 so với hiện nay. Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới nhận định đây là một trong những thách thức lớn gây lên nhiều tác động kinh tế xã hội cho Việt Nam trong những năm tới đây. Theo thống kê, số dân từ 65 tuổi trở lên tại Việt Nam hiện mới là 6,5 triệu người, nhưng con số này được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần đạt tới 18,4 triệu vào năm 2040. Theo các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới thì tốc độ này đang ở mức nhanh trên thế giới và thật bất lợi vì Việt Nam còn ở mức thu nhập thấp so với hầu hết các nước có số dân số già hiện nay. Già hóa dân số sẽ gây nên nhiều tác động kinh tế xã hội sâu rộng, nó ảnh hưởng lên thị trường lao động mang lại nhiều thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách doanh nghiệp và toàn bộ người dân khi giả hóa dân số mang bất lợi cho hệ thống y tế như chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu gánh nặng về chi phí thuốc cho người cao tuổi gia tăng